chào anh Quang. Này, anh làm cái gì đấy? Tôi đang đánh bốc. Đánh bốc? Hôm nay tôi nghĩ là tôi có quá nhiều năng lượng, tôi phải tiêu một chút năng lượng anh Tiến ạ. Chào anh. Chào anh Tiến. Chào các em. Lần đầu tiên tôi đến ban khoa giáo thì tôi cảm thấy anh Cẩn, anh Tiến và các bạn như là Hải Anh, Ngọc Anh, Hà Trang rất là thân thiện, làm cho tôi